Dạ. Nó ăn tín ngưỡng của chúng ta, giết nó. Hừng. Lưu lưu. Nhanh chạy đi còn kịp. Ở đó có ít người, chúng ta đến đó thôi. Hô hô. Con pet này cute và mạnh mẽ thế. Nhiều người như vậy đuổi mà vẫn trốn được. Rốt cuộc nó là cái giống thú nuôi gì vậy? Ta thả nó ra để nó ăn hết tín ngưỡng của chúng. Với lại dòng tổ này không bị các loại lực quy tắc trói buộc nên không làm gì được nó đâu. Thì ra là thế. Nhưng mà ta thấy sao chỗ này lại có một cây lớn như vậy? Chẳng lẽ? Không sai, nơi này là thánh địa của yêu dạ tộc. Đứng lại, tên nhân tộc. Đây là thánh địa tử hầm của yêu dạ tộc. Ngươi đến đây làm gì? Chúng ta gặp phải phiền phức. Trong lúc chạy trốn thì chạy qua nơi này. Lý do vớ vẩn rõ ràng là mật thám của nhân tộc đến thăm dò yêu gia tộc ta, đuổi chúng đi. Vâng, chúng ta đúng thật là khen. Tên này chỉ dùng ngón tay có thể chặn được một kích của ta, thực lực mạnh quá. Thôi đi đi, chúng ta đi chỗ khác chứ không nên ở đây gây phiền phức. A Trinh đợi đã, đừng đi vội, ta có việc nhờ ngươi. Nhờ ngươi đến trung tâm thánh địa, đến cây đại thụ trung tâm thánh địa kia, phá hủy đi hai pho tượng vương khác. Ta có kế hoạch. Hiểu rồi. Vù. Này, không phải nó rời đi hay sao? Sao lại đổi hướng? Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta có việc quan trọng. Lên cây này một lát. Không ổn. Trên cây thánh là pho tượng của các vị vương. Ngăn lại. Rầm rầm rầm. Dám phỉ hủy đi pho tượng vương của chúng ta, ngươi tìm chết. Không ổn. Trên không cử động được. Đây là cường giả thần cực cảnh. Quy thân ảnh. Cái này là quy tắc hệ lôi, đã đạt đến tầng thứ 5 rồi. Vân, ta làm theo lời ngươi. Nhưng ngươi không lộ diện thì ta phải phiền phức lớn đó. Xoẹt xoẹt. Hùm. Đây là vương của chúng ta, Ngô Vương. Ngươi tên gì? Thuộc hạ tên là Ninh Nan. Tốt lắm. Thật ra vừa rồi người này làm theo chỉ định của ta, hủy đi hai pho tượng kia để các vương khác không biết ta đang ở đâu. Ta đến thánh địa tử hồng này có một việc, chính là muốn các ngươi lập thời thề vương giả ở trước pho tượng. Cái này nếu phải làm như vậy nghĩa là phản bội lại hai vị vương còn lại. Phải làm thế nào đây? Ta biết những gì ngươi suy nghĩ. Có phải nếu ta mà chống lại hai vị vương còn lại sẽ mang lại rủi ro rất lớn đúng không? Mà hình phạt cho việc đó là rất kinh khủng phải chứ? Thuộc hạ không dám. Trước kia ta đã đến nơi này. Nơi này vẫn còn là một nơi phồn thịnh của yêu dạ tộc, là thế lực lớn thứ hai. Nhưng bây giờ bốn bề đều bị tiêu diệt, ắt hẳn sau khi ta gặp nạn. Vì phòng ta quay lại mà thánh địa tử hồng đã bị thanh trừ. Nhưng đại thế giới lân cận lúc trước nhắm về phe ta cũng chịu ảnh hưởng tương tự, đều sẽ bị giao thanh trừ dần dần. Cho dù các ngươi đi theo ả thì cũng không có tốt đẹp gì đâu. Còn ta đích thân về nơi này chỉ muốn các ngươi cùng ta phục hồi lại vương vị. Cho nên ta hỏi lại các ngươi một lần nữa, chọn con tim hay là nghe theo lý trí? Ngô Vương là vinh quang, vinh quang là mệnh ta. Lấy sát lục vĩnh hằng bảo vệ lại lãnh thổ tộc ta. Ngô Vương là vinh quang là mệnh ta. Các ngươi có thể đứng dậy rồi. Ngô Vương xin hỏi ngài có căn dặn gì không? Ta muốn ngươi đi tới Vĩ Dạ tìm một người, rồi giao ngọc giản này cho nàng ta. Vĩ Dạ giới, đây là đại giới thuộc về sát lục vương. Sau khi bị lật đổ thì toàn bộ đều bị hình phạt vương chỉnh đốn. Nhưng cho dù là vậy, đã lập lời thề với vương giả thì có lao vào biển lửa ta cũng không từ chối. Tốt, theo chỉ thị 16 của thủ tướng, mọi người giải tán đi. Vâng, Ngô Vương. Ngân hạnh nâu của thánh địa tử tử hồng này giờ đã là phạm vi của thế lực ta rồi. Trước khi đại hổ đến đây và cùng khám phá bí đảo, chúng ta cứ ở đây mà tu luyện. Na Trinh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Đây là thể kiếm linh của ta, Huân. Nàng cũng là vương của yêu dạ tộc. Chính nàng ấy mà ta đến âm la giới. Chúng ta đã kêu gọi được một số thuộc hạ. Nơi này là địa bàn của chúng ta rồi. Cụ thể thế nào? Chờ lúc nào tâm trạng ta đi lên, ta sẽ nói cho cô biết. Đại khái là Huân biết rõ về bí mật của âm la giới, cũng biết rõ tình hình gần đây rất phức tạp. Tuy chỉ nói đại khái thế, có kế hoạch giúp vương đoạt lại vương vị và thì phải giấu. Nhưng cô nàng này rất là thông minh, hy vọng nàng đừng đoán ra được. Quan trọng hơn là phải nhanh chóng tu luyện, tranh thủ thời gian mà thăng cấp. Sao Hoàng Xà Diệt Vân, vận khí của ta rất là tốt, dẫn động sao chiến thể cũng dễ dàng hơn, nhưng sao mặc dù tăng tu vi và vận khí hay là lĩnh ngộ lực quy tắc sâu hơn thì khí hỗn độn của ta vẫn chưa hóa lỏng. Chân nguyên cô đặt lại đến cực hạn mới bắt đầu hóa lỏng. Để hóa lỏng thì chân nguyên trong đan điền phải cực nhiều đến cực hạn. Nhưng khí hỗn độn và chân nguyên không giống nhau. Chân nguyên còn sinh ra được, chứ khí hỗn độn thì phải lấy đâu để bổ sung đây? Mà khí hỗn độn thì sinh sản khi chậm, sinh sản khá chậm. Vậy phải làm thế nào? Ta tuy không có cách gì giúp ngươi, nhưng trước kia ta để ý bộ công pháp Thiên Ma Thần Quyền có vẻ thích hợp đấy, ngươi thử chút xem sao. Thiên Ma Thần Quyền, ta nhớ khi tu luyện Thiên Ma Thần Quyền có một đặc tính rất là bá đạo của công pháp đó. Chân khí thiên ma kia gần như có thể lướt hoàn toàn chân nguyên hoặc là chân khí khác rồi biến nó thành của mình. Chẳng lẽ khí độ này cũng có thể thử đã? Duyệt, không có tác dụng. Xem ra so với chân nguyên thì khí hỗn độn không dễ dàng cắn nuốt như vậy. Ta vừa rồi chỉ mới dùng Thiên Ma Thần Quyền cho một ít khí hỗn độn vào trong chân nguyên. Sao đột nhiên lại sinh ra nhiều như vậy? Hơn nữa, tại sao nóc nhà lại xuất hiện mấy vết này, mấy vết kia? Ta hiểu rồi. Mau thu hết khí hỗn độn sản sinh ra, bằng không đến cả căn phòng này cũng toang mất. Xoẹt. Khí hỗn độn này nếu dùng phương pháp trong Thiên Ma Thần Quyền để khống chế, nó không những hấp thụ chân nguyên mà còn hấp thụ cả vạn vật. Vậy chẳng phải nếu không ngừng cung cấp cho vật chất để cho khí hỗn độn cắn nuốt rồi sản sinh, đợi đến khi khí hỗn độn trong cơ thể ta ngưng tụ đến một lượng nhất định cũng có thể cô đọng rồi hóa lỏng hay sao? Vậy ta có thể thử xem nó có thể hấp thụ bao nhiêu thứ, tranh thủ thời gian đi kiếm ít pháp bảo cho khí hỗn độn hấp thụ mà còn hóa lỏng nữa. 1 tháng sau. Tốt rồi, cuối cùng khí hỗn độn cũng hóa lỏng rồi, ha ha. La Trinh, đã đến âm la giới rồi, ngươi hãy đến chỗ đã đánh dấu trên bản đồ để gặp nhau đi. Trạch các khu dân cư. Ngài hổ thăm dò đại cung âm la mà sao lại mang theo một kẻ 70 tính kế thì cũng không thôi, tính kế thì cũng thôi, sao lại mang thêm tên phế vật này? Đừng có mồm nhanh hơn não, ta có thể rời khỏi ác nhân giới chính là nhờ vào La Trinh huynh đệ nương tay, cho nên thăm dò đại cung âm la lần này nhất định phải có một phần của La Trinh huynh. Ngươi một phần, hắn một phần, còn một phần cho cái kẻ tính mưu kế. Vậy 7 huynh đệ chúng ta còn lại được mấy phần? Các ngươi đúng là lòng tham không đáy. Lúc trước ta cũng đã giao hẹn với Diêu An ổn thỏa rồi. Các ngươi chỉ có thể lấy 3 phần bí bảo trong số địa cung, số còn lại phải do ngài hổ ta tùy ý phân chia. Ngươi chính là một kẻ dẫn đường mà thôi, còn lấy 7 phần lấy tư cách gì? Các vị cho rằng ngài mỗ không có tư cách? Vậy các vị cứ tự nhiên. Phía dưới thành trạch cát này chính là địa cung âm la, chắc hẳn các vị cũng có bản lĩnh để tìm được bí bảo của âm la giới. Ngươi, các vị không cần ầm ĩ vì chút chuyện nhỏ này, chúng ta cứ theo ước định trước đó đi. Dù sao địa cung âm la giới rất phức tạp, ta nghĩ chờ sau khi khám phá ra bí đảo đó chúng ta có thể tiện tay mà thương lượng sau. Được, vậy cứ theo ngươi nói, chúng ta chuẩn bị rồi xuất phát đi. Mấy tên này là mấy thằng cường giả thần cực cảnh,
Yuan mời đến, bọn hắn là bởi huynh đệ họ họ hầu, là cường giả độc lập ở thượng giới. Yuan sợ chúng ta lật lọng nên mới mời chúng đi theo, để hắn còn có cái dựa vào. Đâu rồi, bọn ta đã chuẩn bị xong, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Nơi đây chính là lối vào cung điện dưới lòng đất. Mọi người đều biết cửa vào địa cung, nhưng con đường phía dưới hơi khó đi, vẫn phải phiền ngài hầu huynh đài dẫn đường. Ngươi đột nhiên dừng lại làm cái gì? Cứ tiếp tục đi về phía trước thì có đi đến chết cũng không vào được địa cung. Xoẹt, rầm rầm rầm, đây chính xác mới là lối vào. Âm La giới, thánh điện Ngọc Lan nhân tộc báo, hôm nay lại có người tiến vào địa cung, tu vi thế nào, là võ giả tộc nào? Là võ giả của nhân tộc chúng ta, tổng cộng chỉ có 11 người, tu vi mạnh nhất chỉ là 7 vị võ giả thần cực cảnh, 4 vị khác đều là thần hải cảnh. Ok, lượn đi. Ta đã bày thiên nhãn ở trong địa cung đâu rồi? Nếu bọn họ mở ra thì tất nhiên ta sẽ biết. Dĩ nhiên nếu mở ra được thì không gì tốt hơn. Ta sẽ đưa những tên nhóc này của thánh đường chúng ta đi vào trong đó. Nghe nói địa cung này chính là do vị thiên tôn viễn cổ nào đó xây dựng nên, đặt ra chín cái cách để mở ra cung điện dưới lòng đất. Mỗi đầu rắn tương ứng với một con đường. Khi một cái miệng được mở ra, đầu rắn sẽ đứt rời. Kết giới lại được mở ra, chúng ta có thể tiến vào. Lần này chúng ta sẽ tiến vào đầu rắn thứ 7. Đó là cái gì vậy? Để ta xem thử. Đại hồ huynh, còn mấy nghìn năm ánh sáng nữa thì huynh mới mở được cái cửa vào đây. Đi mẹ đi. Giỏi thì vào mở đi, lắm mồm. Nhưng mà cũng phải nhanh lên tí chứ, chỗ này ghê lắm. Si, lớn tiếng rồi mà còn sợ ma. Nhát chết thế mà cũng muốn vào bí bảo của âm na giới khám phá, quả thực là người si nói mộng. Đường tam lão đệ, ngươi qua xem, trong bóng tối kia rốt cuộc là thứ gì? Đường tam phát hiện ra cái gì vậy? Ngay cả cộng đồng cũng không có, thế mà có những kẻ đã rốt lại còn nhát, chưa gì đã thần hồn nát thần tính. Ha ha, hình như dạ minh châu của đường tam có vấn đề. Sao ánh sáng của nó tỏa ra lại tối như thế chứ? Nếu như ta không nhìn nhầm thì chỗ đó có một chút quy tắc hắc ám bao phủ, nên đã hạn chế ánh sáng của dạ minh châu. Đường tam gặp xui xẻo rồi. Không sai, chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Đường tam, thân thể của ngươi sao lại vậy? Không còn bộ phận nào nữa. Xạ quái, bây giờ không phải là lúc đó đâu, đừng có đùa như thế nha. Cái này, đây là bướm hắc thực, nơi này có nước âm minh. Bướm hắc thực là loài vật vô cùng nguy hiểm, chúng sinh sống ở dưới dạng ấu trùng trong trứng, ngâm trong nước âm minh, sống hàng trăm triệu năm không chết. Nhưng chỉ cần cảm nhận có sinh linh tồn tại, chúng sẽ theo nước âm minh chảy ra, nở ra thành bướm kiếm ăn. Chạy mau, này đừng chạy qua đó nha. Đừng có chạy, ta nhìn thấy đằng sau bị bao trùm bởi hắc ám, chúng ta đã bị chúng vọng chúng bao vây rồi. Làm sao bây giờ? Mọi người dựa sát vào nhau, cố gắng dựa sát vào nhau. Đợi ngài hổ mở được cửa địa cung ra, chúng ta có thể chui xuống đó. Thật là đáng sợ, đừng hoảng sợ, theo sát ta. Đại huynh thế nào rồi? Chờ chút đã. Chờ cái lịp, có mở cái cửa cung cũng này mà. Phừng, đại ca, ngươi làm gì dâm hùng vậy? Không làm vậy chúng ta đều chết hết. Mặc dù những loài trùng kỳ lạ này trong thiên hạ rất là quỷ dị, nhưng chắc hẳn vẫn phải có biện pháp để khắc chế. Theo lý này, loại trùng âm tà kỳ lạ này sẽ sợ sấm sét. Ngươi suy nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi.
Quy tắc hệ lôi không có tác dụng đâu. Nếu ngươi bộc phát ra ánh sét, ngược lại còn dẫn nhiều bướm hắc thực đến đây hơn. Vậy phải làm sao? Cứ chờ thôi, đợi cửa địa ngục mở ra, chúng ta xông vào là được. Thế nhưng mà... Phương Nguyên, nhanh lên, chúng ta để lên trên bức tượng kia đi. Lên đi. Chu Nguyên, lên đây đi. Bằng không các ngươi đều chết đó. Bọn chúng cũng đang bay đến đây. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Cạch, thành công rồi. Đây là có người đang thi triển thuật nã na gì, nhưng không chỉ có một người. Haha, địa cung mở ra thật rồi. Lần cuối cùng địa cung mở ra có lẽ đã là 10 vạn năm trước rồi nhỉ. 10 vạn năm, năm đó Lã Phu vẫn còn là một đứa bé con. 10 vạn năm trước Ngô Vương đã từng vào đó một lần. Không biết lần này chúng ta có thể thu hoạch được gì từ trong địa cung hay không. Mặc kệ nó đi, để xem kỹ xem thế nào. Dạ rồi hãng nói. Dẹt, các người là bọn nào? Thật là lợi hại, mấy người này rõ ràng có thể đem bọn bướm hắc thực này tiêu diệt một cách đơn giản, xem ra là tu vi giới chủ. Các ngươi, vì sao các ngươi lại đi không đến sớm? Nếu đến sớm thì huynh đệ bọn ta không phải chết vô nghĩa. Ăn phải căn hùm sao, dám nói vô lễ với chúng ta như vậy. Xoẹt. Dạ kiêu, chẳng phải ma thánh địa chúng ta đã thương lượng rồi sao? Mặc kệ là chủng tộc nào đến đây mở ra cung điện đều không được hạ sát thủ. Thánh chủ thánh địa Ngọc Lan đã lựa chọn đi vào địa cung thì ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng việc phải đánh đổi tính mạng và cuộc sống. Võ giả của chúng ta sống trên đời này bất cứ lúc nào cũng phải trải qua thử thách, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Đối với các ngươi mà nói, đây là cơ hội chỉ ngàn năm mới có dịp một lần. Lúc trước cung điện này mở ra cũng đã cách đây 10 vạn năm rồi, cho nên các ngươi nên tận dụng cơ hội này cho thật tốt. Sư tôn, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Tốt. Mẹ kiếm, xem ra bọn hắn đã sớm có chuẩn bị mà đến. Chúng ta mất công ở cửa làm công đức cho chúng rồi. Không sao, chúng cũng không cấm chúng ta không được, không cấm chúng ta vào, vẫn còn cơ hội. Cái thứ tôm tép nhã nhép chẳng biết xuất hiện từ cái nơi hẻo lánh nào, lại dám đoạt chiếc ma tộc ta, không nhúc nhích được. Các ngươi bọn chó, tuy rằng ta vận dụng được vải rồng có thể thoát khỏi trói buộc của hắn, nhưng dù sao chuyến này chúng ta cũng phải tranh đoạt giới chủ. Thập phần bị động, Lý Bảo chắc chắn cũng không chiếm được nhiều. Na Trinh, ngươi không cần phải lo lắng, bọn hắn không có khả năng đó. Chỉ cần tiến lên phía trước, chỉ cần ngươi vào vùng ánh sáng màu vàng đó, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Được, đứng lại. Tiểu tử này mới tiến vào thần hải cảnh, vậy mà có thể thoát khỏi được trói buộc của ta. Dừng lại. Hắn lại tăng cường thêm được trói buộc rồi. 10.000 lực vải rồng mà. Thằng nhãi này đột nhiên bộc phát ra lực lượng lớn như vậy. Ngoài không thể bay được nữa. Vân, chuyện gì vậy? Vì sao không thể bay được, chỉ có thể rơi xuống? Yên tâm đi, không bị ngã chết đâu. Đây là một tin mừng cho ngươi đó. Tin mừng? Đúng vậy, cuộc khám phá địa cung bắt đầu. Hoan nghênh ngươi đi vào vực sâu luân hồi. Vực sâu luân hồi, đúng. Vực sâu luân hồi này do một thiên tôn thời viễn cổ bố trí ra. Nghe nói là vì muốn tìm ra truyền nhân của mình. Ở trong này ngươi không thể bay được. Ra là vậy. Vậy ta chỉ có thể như vậy mà rơi xuống thôi. Có điều ngươi cần phải cẩn thận. Khảo nghiệm đầu tiên của vực sâu luân hồi đã đến rồi. Thứ này là cái gì vậy? Đây là dây neo hình phạt đó. Quân cần hỗ trợ không? Tất nhiên là không, xoẹt. Ta cảm ơn. Sao cậu lại không sử dụng công pháp hệ băng mà trốn đi? Những cái dây neo này cứ cuốn chặt lấy tớ, không cử động được, thế nên chân nguyên của tớ không thúc giục được. Xem ra mọi người cũng gặp tình huống như thế, đều không thể bay. Bên dưới cũng không có đường đi,
chỉ có thể dãy giụa mà tiến về phía trước. Đến nơi này có thể nào nói là cửa đầu tiên đã thông qua rồi. Vực sâu luân hồi không có đáy, muốn có được lợi ích thì phải tự mình trải qua từng đợt luân hồi. Mỗi lần luân hồi sẽ thu hoạch được một phần truyền thừa của thiên tôn viễn cổ. Thì ra là thế, tiếp theo là cửa ải gì? Lưới đao. Xoẹt. Không thể nào, lưỡi đao ngày càng nhiều. Kế tiếp sẽ xuất hiện chẳng chịt những lưỡi đao này. Ta sẽ quay trở lại cơ thể của ngươi để tiết kiệm không gian tránh né cho mọi người. Sau đó chú ý đỉnh đầu, bọn chúng cũng tới đó. Hey, Huân, những điểm sáng này là có ý gì vậy? Những thứ này là thần văn, ngươi có thể nắm một cái trong tay, chỉ cần bóp vỡ nó sẽ giúp ngươi trở lại cửa cung điện. Sau đó thì không thể tiến vào vực sâu này nữa. Nếu gặp phải tình huống hung hiểm đến tính mạng thì hãy sử dụng nó. Thôi vứt nó đi, ta không muốn nghĩ mình còn đường lui mà phải sợ hãi rụt rè trước thử thách. Có điều phía trước khe hở này càng dày đặc hơn rồi, nhiều người như vậy mà xuyên qua đây chỉ sợ là thành xúc xích xiên mất. Xe xe xe. Võ giả ma tộc Trần Bắc Huyền. Ha ha, cô ra chỗ khác cho ông mày qua. Dầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Bộ giáp lâu này của ta cũng là thần khí nhị phẩm, kể cả hung thú cấp 12 mà bị cái sừng tên này của ta húc vào thì cũng dễ đành đạch mà chết. Thế quái nào lại bị một thằng nhãi nhân tộc này đánh vụn nát? Cái này đờ mờ, may mà lúc trước còn có cái thần văn để dự trữ, không thì nát thịt ở đây rồi. Ta không kiên trì được, chúng ta té khỏi đây thôi. Cuối cùng cũng đuổi kịp hai người. Phần lớn bọn ngu đã dùng thần văn để trả lại rồi. Nghe nói dưới đáy vực sâu học thứ nhất có phần thưởng, chúng ta đáp xuống đó đi. Bộp bộp bộp. Trong động chính là rất nhiều bảo vật, có thể lấy được chúng hay không còn phải dựa vào bản thân các ngươi. Các ngươi xem đó là hạt giống của cây thế giới,